Ôi, chào tất cả anh em với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em nha. Thì hôm nay giới thiệu anh em cái cây cần thắng khu chợ một mới ra trên xe xuống à. Cây này rất là đẹp anh em, nó đẹp tại vì cái cây này nó còn rất là trắng nha. Tuy là cái mặt nó thì không có được mới cho lắm, nó chỉ vừa vừa phải phải thôi. Nhưng mà cái thân của nó này anh em thấy không? Thân của cái cây cần nó rất là đẹp nha. Đó, vậy mình mới quay cho anh em coi ha. Chứ bình thường cái cần thắng phu một này cũng không có bán đâu anh em. Tại vì cái cây nó rất là dễ xét ha, cho nên là rất là nhiều anh em cần thay thế đó. Đó, anh em thấy đẹp không? Nó những anh em mà không biết đó thì chúng ta thấy cành hắn này nó hơi đen nha, mà những anh em biết là cái cành hắn này anh em xài thời gian là nó đen thui à, chứ nó không có được như vậy nha anh em. Cái này nó còn rất là trắng ha nè, anh em thấy không, còn rất trắng nha chứ không phải đen nha. Ở đây anh em lấy cây nào cây này thì liên hệ Đạt nha, giá 100.000 nhanh gọn luôn, anh em nào mua liên hệ nha, 100.000 cái cành hắn. Đó, có mòn đầu xíu nhưng mà rất là đẹp, cây này gắn cho xe rất là ok luôn nè, rất là trắng đẹp ha, nhìn rất tươi. Và anh em nào muốn liên hệ mình nha, số điện thoại 0915 434 973 nha anh em nha. Và cây này thì rất là nhiều anh em chúng ta nhìn thấy có vẻ xấu nhưng mà rất là nhiều anh em cần nha, thì anh em nào cần liên hệ Đạt nha, giá 100.000 thôi, cảm ơn em rất là nhiều, hẹn gặp em những clip tiếp theo nha.